Hello cả nhà, mình xin chào quý chú anh chị các bạn nha. Dây bí mình cắt dây rồi cả nhà. Từ 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 té con. Mình cắt dây rồi. Giờ mình cắt mấy cái bí già này vô để vừa làm giống vừa làm mứt bí luôn cả nhà. Con ớt. Rảnh rảnh mình làm mứt bí ăn. Chia hai mấy trái hũ hoa luôn. Chào cả nhà. Hai mấy trái hũ hoa gừng. Con đi đâu? Con đi đâu? Con đi cắt hả? Mấy trái hũ hoa gừng. Dì bầu của mình nó bắt đầu bò bò lên tới đây rồi nè. Dì mướp bên kia nữa. Cái vườn mình bữa nay là thấy nó xanh xanh um rồi đó. Có mấy trái bí bự lắm cả nhà. Đây, con trái nằm dưới đất đó nè. Rồi con trái trên cây nè. Trái trắng trắng đó. Ở đây có trái cà cả nhà. Cái cây cà không được rồi, mình trồng mới biết bao lâu rồi đó, mấy tháng trước rồi đó, mình nhổ ra mình dục xuống dưới bãi rác dưới đây nè, dưới mé sông nè cả nhà đó, dục dưới mé sông. Nó sống tiếp chứ đâu phải nó mọc lên cây không, nó sống tiếp, dục xuống đây cái rễ của nó hơi đụng đụng dưới đất nè, rồi nước lớn á, nước lớn lên rồi cái nó sống luôn đó, dưới mé sông nè, nó sống rồi cái nó gà bông gà trái luôn nè, cắt vô kho chai cho mẹ con dơi. Cá ơi cá à. Nè. Nó lội lên đó. Thấy cưng không? Cá thấy cưng không gạo? Thôi đi ra cắt bí thì con ở đây con chơi với cá đi nha. Bà Út ra cắt bí. Cắt bí. Con đó đi đừng đi khe té nha. Giờ cắt trái bí nào trước? Cái gì đó đi, cái trong đó dễ cắt nè. Trời ơi, nặng nha. Nặng sao nặng? Nó trắng sao rồi. Nó già lắm rồi. Ý trời. Rớt, nặng lắm rồi rớt. Còn trái đây để trồng gị gị xuống mới được. Nè. Trái này là bự nhất nè. Đúng rồi. Bông su đũa nè. Bữa mình chặt ngang rồi nó giờ nó lên nè. Thấy giận. Thấy rồi, quá dạ, trời dạ, cho dạ. Bí. Đau quá. Chồng lấy kéo không? Thổi luôn. Đứt luôn rồi nè. Này nó tầm quá. Đã không? Quá đã. Chào quá luôn. Rồi đấy. Đây, cái này để nguyên dây nè, cột dây lũng lại. Cái này là vậy. Còn một trái ở dưới nữa. Cái bí này hôm bữa nó hơi trắng trắng thôi, cái mình bứt cái dây đó cho nó héo, cái bắt đầu nó trắng nhiều. Còn trái trên đọt nó chắc bỏ luôn quá. Dạ. Còn trái ngay gốc cao nữa cả nhà. Trái này bị ong bướu. Ừ. Ong nó chích ngang nè. Giờ cắt ở trên nó cho nó dễ mềm. Cắt cái cọng dây cái đó, nó mềm, mềm hơn cuốn cuốn nó cứng. Ừ. Còn trái ở trên trái đó bự lắm á. Trên đọt cây vú sữa. Rồi cái dây bí gợ của mình nó bò lên tới trên đây luôn. Cái trái bí núp lùm trên đây nè. Gạo nó quậy kìa. Cái gà rửa chén mà. Để vô lấy cái ghế leo lên cây vú sữa mới hái được đó nha. Dưa leo. Này cái gì ta? Dưa hấu rồi với dưa gan. Con này cải làm dưa cả nhà. Gạo quẩy gì đó. Trời ơi nó giả bộ lấy chén ăn kìa. Này xà lách. Rồi mấy cây quế sao nó héo lá hết trơn vậy.
biết rồi. Mình tính bỏ cái trái bí này không hái luôn, nhưng mà thôi hái đi chứ để trên này vài bữa nó rụng xuống nó văng tùm lum. Cái đây cái trái đó giống hồ lô quá chồng. Thôi nó bị teo hết bên rồi. Quá trời trái bí à. Thấy Quyền như nhì rồi, nó đi vô à. Rồi dướng trái bí rồi. Úp ẩm con que. Chết rồi. Rồi vô chơi với cô hai đi. Hai cô hai luôn. Cái trái này là bự nhất, già nhất. Nó nổi găng 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 luôn nè. Còn mấy trái này chỉ là phấn trắng thôi. Nó phấn trắng mà nó găng găng luôn, nó già nhất luôn. Hai mấy trái hủ qua gừng đó nha. Qua hủ qua gừng đây là giống ở Nhật à. Trái nằm ngang rồi, giờ thấy không? Đó. Cái này còn non quá không? Không, hái luôn non mới ngon. Không tới trong ơi, trong khi gậy chứ không chờ. Đây đây. Còn trái này nè, trái này để cho chín lấy giống luôn cho cái lấy hột cho chị Út con của dì Tư á. Còn trái mà đây nè giật. Ok con dê. Mấy cải bẻ dúng rồi mình ăn hết một mớ rồi. Nay đám giỗ ngoài nhà anh Tám, anh rủ ra ngoài chơi. Anh điện nãy giờ. Mình còn kẹt mấy chiếc xe. Tranh thủ ra. Còn kẹt mấy xe sữa. Gần Tết rồi, người ta sửa xe đồ ăn Tết. Này là bông cúc. Đây, mấy xe mình đang sửa đây. Lúc gà gần Tết sửa xe cũng đều đều cũng được lắm cả nhà. Ngày 2-3 chiếc, 3-4 chiếc vậy đó. Ta dọn đồ làm lại ăn Tết. Tranh thủ làm xíu nó xe này chưa xong đâu. Giờ tranh thủ làm trước được cái gì làm. Xong rồi chạy ra ngoài 8 chơi một chút. Mấy cây giảng thọ đằng trước mình trồng nè cả nhà. Trồng để chưng Tết nè. Chưng ngay mấy cái góc cột đằng trước nhà nè. Cái này nó bự vậy rồi nè. Nó cũng chuẩn bị lú tược bông rồi. Dưa leo. Dây nho mình không biết cách trồng, nó không được mập. Mình trồng nó không được tốt. Cho nên là nó chưa đậu trái nổi. Nó ra hai chùm bông mà rụng hết một chùm mà. Còn có một chùm này không biết đậu hay là không đây. Mình trồng thêm một dây nữa đó, dây nho. Cà chua đang tốt, cao tới đó tự nhiên chết ngắt. Cà chua tự nhiên bự tới cỡ này cái chết, không hiểu nói. Rồi mình chào cả nhà nha. Giờ là đang là buổi tối cả nhà. Trái bí đao buồn chà bá. Cái này dây nó gần tàn rồi mình mới để giống cho nên nó nhỏ. Chứ mà nó mình để giống sớm là trái nó cũng bự như của chị với chị Năm vậy đó. Tại mình để trễ. Giờ mình làm mứt bí lần đầu tiên làm thử cho nó ra làm sao cả nhà. Cả nhà biết sao làm buổi tối không? Tại vì ngâm cái giờ nghe vợ nói cái gì ngâm 8 tiếng giờ. Cái bí vô cái nước dôi này nè. Dôi đó là dôi gì vậy? Dôi này là dôi ăn trầu nè. À dôi ăn trầu dạ. Tưởng đâu dôi chia là thua luôn rồi. Bây giờ mình pha 2 lít nước. Ừ. 2 lít nước với 1 muỗng canh dôi ăn trầu. 2 lít nước, 1 muỗng canh dôi ăn trầu. Ủa bí là hồi mình sắc rồi mình ngâm trong đó đó hả? Dạ. À là ngâm 8 tiếng. Cho nên là mình làm buổi tối như vậy nè. Là ngày mai á. Ngày mai là mình mới làm tiếp được. Chứ mình làm ban ngày á, mình ngâm ban ngày tới tối cái nó mới đủ 8 tiếng thì nó lụp chụp lắm. Cho nên mình làm ban đêm tới sáng là 8 tiếng.
Rồi có một cây hướng dương héo đọt rồi, xù đọt rồi. Nhất tối mình đậy cái hồ cá lại để mèo hàng xóm nó qua nó ăn hết mấy con cá của mình. Cái bí này nó bự mà nó già cứng đó nha. Có dễ lên hết không? Thật khổ. Cho chồng trẻ đâu chứ đi cho dễ. Dạ. Rồi, chất quớt rồi đó chồng. Ngay giữa rồi đó. Phải trẻ giùm vợ không? Nó rất là nặng, cứng. Rồi, bỏ lên. Cái hột dám chừng lấy chồng được đó, nó già. Wow. Cái hột bự luôn á, bự già luôn. Rồi lấy cái này xuống rồi vậy. Lấy cái này xuống vậy. Dạ. Cái vỏ nó già, nó cứng giống như cái bí gợ vậy. Hột này một hồi có gì lấy lại vậy. Xích ra một chút, chia làm hai cho nó đều. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, ok. Bí đao. Chà bá luôn. Nhà có bí đao làm thử rồi. Chứ bí đao này mình mua ngoài chợ hồi xưa còn thường ăn, chứ bây giờ mình thấy cũng ít ai bán mà cũng ít ai ăn nữa. Nó ngọt quá vậy. Yeah. Yeah. Hình như cái bí đao này chồng nhớ ăn nó hơi có sơ sơ nữa đúng không? Kiểu như nó già. Dạ thì nhớ ăn nó ngọt cay. Ờ ngọt cay à. Cái đó. Không, bí. Bí này không có mắc nước vậy. Tại mới cắt xuống luôn. Mới cắt mấy ngày gì. Với lại cái dây chồng mới bứt con hai bữa ba bữa. Với lấy hột dễ lắm, giờ gọt xuống cái là xong rồi. Dễ đâu đi, rồi cái giờ gọt xuống cái là. Vậy sợ trẻ quá nó bị không. Bể cái hột. Trời, hột này cứng dữ lắm, với lại nhiều mà. Đó. Dựng lên, gọt xuống cái là xong. Nãy giờ mình vô sửa xe đi ra vợ mình gọt được một thao luôn cả nhà. Có con trái một á. Cái trái của năm nó bự chắc gấp rưỡi trái này quá. Dạ. Nó dài. Ừ, nó dài. Nó thon hơn trái của mình nhưng mà nó dài. À, tính ra cái bề tròn thì trái mình lạng quạng bự hơn chút xíu. Chút xíu thôi. Ừ, nhưng mà nó ngắn hơn trái của năm, trái năm nó dài. Cái giống bí này nó nhỏ, cái giống bí mà đợt rồi trồng trồng á giờ. Cái trái nó không có xanh đậm, nó xanh lợt, nó bự dữ lắm luôn. Nó bự mà vẫn còn non là mà mình để già là nó còn bự dữ nữa. Còn cái giống sau này là cái giống này là giống bí Thái, trái nhỏ nhỏ. Ủa cái này mình sắc ra có rửa không vậy? Hay là bỏ vô ngâm? Dạ. Bự quá không vậy? Nó còn teo lại nữa không? Xong rồi cái bỏ qua bên cái thao này mình ngâm. Không có bỏ, mình lại lấy nước của thao này đổ qua. À, đi chừa cái cặn lại, nó có lắng cặn chứ. Yeah. Rồi, bây giờ mình đổ cái vôi ăn chầu này vô. Ủa, tính ra mình chừa cái cặn lại thì nó cũng đâu có tác dụng gì mấy đâu vậy. Nó đâu có hòa tan ấy. Là cái cặn đó là bỏ đúng không? Là cái cặn đó bỏ đúng không? Chứ cái cặn nó nhiều quá sợ nó cũng không tốt không? Cho nên là ấy vô lấy cái nước thôi. Đi ra nó hửi hửi nó bắt con này bắt con kia vô đạp mấy cây á. Rồi, vậy là để im đi, có cần đậy luôn vậy? Dạ không. 8 tiếng sau.
8 tiếng sau rồi mình làm gì? Mình lấy ra, mình xả nước, xả cho thiệt sạch, xả 4 năm nước. Có ngào không? Có sơn. À, sơn giống như mứt dừa. Rồi sau một đêm, chứ 8 tiếng rồi cả nhà. Cái này giờ nói xả sao vậy? Bóp xả cái nước này ra phải không? Dạ, rửa thôi chứ không có bóp. À. Gạo sáng ra cho cá ăn à. Đâu con kêu cá lên coi. Cá con út đẹp không? Đẹp không gạo? Đẹp quá hả? Chúc chồng đi chở chị hai đi đám cưới ở dưới quê nó dưới Hòa Tịnh chứ. Nãy giờ về xả ra xong rồi đem đi luộc đi trần cho. Rồi, rồi làm đi. Chồng vô tranh thủ sửa xe thay nước qua ba nữa mà. Thôi ngoài đó hết cá rồi con, cho ăn trong đây thôi, con cho ăn trong đây thôi. Út dẹp cá hết rồi. Con vô đây cho ăn trong đây thôi. Cho ăn lẹ đi, đi xuống cha nè. Trứng cái cặm đã ghê. Ừ. Giống như nó nồng nước vô vậy ta. Hai chú cháu là làm gì đây? Rồi con nghiên cứu quay phim hả? Phải không? Cho cá bóp bằng chưa? Cho cá út rồi hả? Con cá không? Cá đó. Con cá trốn con rồi. Nước nó sôi sôi cả nhà. Giờ mình bỏ cái bí vô. Mình chặn nó vậy. Chặn sơ qua phải không? Dạ. Trụng nó. Lùa lùa nó xuống. Dạ dạ. Được không? Dạ. Rồi. Bí đeo. Bí đeo. Đem chờ. Rồi giờ mình để cho nó tầm khoảng 3 phút rồi mình vớt ra. 3 phút rồi giờ mình vớt ra. Nó trồng trồng cái miếng bí luôn rồi nè. Dạ. Vậy nó không có hăng nữa chồng. Ừ. Lúc mình làm mất ra ăn nó có bị hao em một bí. Mình vớt ra mình để cho nó nguội, bây giờ mình dắt cái nước nó. Dắt bớt ra. Dắt những hồi vô đường nó thấm vô. À nó mới ngọt phải không? Tại vì mình luộc nó bị nông nước ra. Ờ. Này là bao nhiêu đường vậy? À, ký không? Mứt của mình á là nó 1 ký á chồng. Ký mứt à? Ký bí. Ký bí. Làm khoảng nửa ký đường. Ờ, cây bí này hơn ký không vậy? Dạ. Hơn ký nha. Thấy nó cũng nhiều nhiều nè, nãy căng rồi à? Dạ. Làm thêm miếng đường phèn nữa cho nó ngọt cây thơm. Ờ, 1 ký bí là nửa ký đường. Dạ. Ờ. Thêm miếng đường phèn đó. Bỏ thêm muối nữa. Xíu muối cho nó đậm đà. Này mình để cho nó thấm, nó chảy đường ra mình mới đem đi sơn đúng không? Để cho nó chảy đường ra xong rồi đem phơi nắng. Để đây cho nó tan đường chút đi rồi đem phơi nắng. Tại nắng giờ cũng chưa lên gắt á. Ừ. Muối rồi. Ngoài kia có mấy cây cải bẹ xanh, ra nhổ mấy cây cải bẹ xanh vô nấu canh. Này mình trồng ké vô trong cái cây mai á, nó ăn phân cây mai tốt. Này bụi gừng cái nha. Có cải. Thì phải bỏ cho nó ăn.
ngon quá. Ừ, cắt ngang đi cho nó sạch sẽ. Cái này là mình phơi nắng nguyên một ngày luôn cả nhà, cho đường nó thấm vô, rồi qua ngày hôm sau mình mới đem đi sên. Mứt bí mình phơi hôm qua, nay phơi nguyên ngày luôn cả nhà, thì nó cũng được rồi. Bây giờ buổi sáng mình ăn sáng cái, rồi mình mới đi sên cái mứt bí đó. Nay mình ăn sáng bằng bánh mì, trứng ốp la với cá mồi nè cả nhà. Rồi có mua thêm miếng thịt heo để chiều mình xào hủ tiếu mình ăn nữa. Trứng này chiên nó còn sền sệt này, rất là ngon luôn á. Ừ, lấy dĩa nó bỏ mì vô đi con. Giờ mình cháy cái tỏi này lên để lấy cái dĩa dài đi. Xào cái phi cái cá mồi cho nó thơm nó ngon. Qua lấy cái dĩa dài bự này nè. Con chào ông bà cô chú. Này mình ăn sáng này đi. Nói ăn sáng chứ giờ này nó cũng lỡ dở rồi cả nhà. Nó cũng 9 giờ rồi. Wow, cho 4 phút luôn. Nhỏ thì 4 phút, bự thì 3 phút. Bỏ cái kia vô giờ để nó nhảy nó ba cái dầu nó văng tùm lum. Chế miếng nước vô chén cái hộp. Này mình thêm miếng bột ngọt, miếng đường nữa cho nó đậm gia vị. Ít thôi vậy. Hồi ai ăn nữa thì xịt thêm vô. Gió quá ta. Gió mát. Gió mùa xuân nè. Gọt dưa lê à. Bữa nghe bên Tiền Giang đem một mớ trứng ốc qua là cả nhà. Trứng ốc bu đen. Đó mình để đây à, cho nó nở cái nó rớt xuống dưới. Đây. Nó rớt xuống đây, ốc còn nhỏ nhỏ nhóc chân, màu đen đen nhỏ nhỏ cả nhà. Nuôi chơi. Nuôi rất ít chơi dân nghệ. Rồi xong rồi cả nhà ơi, giờ mình ăn thôi. Quá đã. Gạo đi ra chơi à. Có đầm đẹp quá ta. Có đầm giống bà út quá ta. Màu hồng hồng ha. Dướng cái miếng lưới vô không được. Kêu ra dẫn nó vô. Có miếng mì không? Có miếng mì dướng không? Kìa bắt bẫy nữa kìa. Bé Ngọc nữa kìa. Chừng dấp lưới á. Lựa miếng khác mới chịu nữa hả? Rồi ăn đi giờ, ăn đi con. Nhấc ghế, ngồi nha. Con ngồi cái ốc nha. Thôi con ngồi cái dựa đi. Ngồi cái nào? Con muốn ngồi cái nào? Bánh mì, bánh mì. Rồi con ở nhà nghe chơi với chị Hai nha. Được, con ở nhà đây, chơi với chị Hai về. Giờ với chị Hai về. Muốn về luôn hả? Mẹ cho miếng chặt bông. Con muốn về luôn phải không? Rồi vô được vậy. Con đi rước chị Hai luôn hả? Về gửi nó qua anh bà Tư cái bên đi. Vậy thôi ở đây đi, rước cha dạy vô rước. Rồi bye bye. Sao? Đây dốt đi. Dạ. Ở đây chơi với bé gạo không? Trời bánh mì ốp la đã ta. Ốp la, trà bông nữa nè. Đây bé mới ăn cơm hôm nay rồi. Cha ơi, cha gọi dặn bạn với con nè. Đây, cho bé Linh nè. Cái gì vậy? Ở đây về. Cha đi rước chị Hai. Cha đi rước chị Hai mà. Tôi thấy bút về chưa? Rồi, bye bye. Con mặn không? Con mặn không? Con mặn không? Con âm bạn. Rồi, để ta ăn. Rồi, thấy bút cho nè. Này gió quá mát rồi. Rồi về, thôi má Hai về luôn nè. Má Hai đâu? Má Hai ở dưới kia kìa. Thôi bye bye ăn đi. Rồi bye bye. Tới giờ rồi. Sao con đơ luôn đây. Vậy? Mấy gạo ngồi đơ luôn rồi. Không biết gì chưa? Gạo không biết gì chưa? Quá con hả? Ăn đi Linh. Ăn đi con, để gì nữa. Nay mình ăn trễ. Ăn trễ giờ này nó muốn tới giờ cơm trưa luôn rồi. Gạo hết chưa? Hết rồi nè. Con mời ông bà cô chú ăn bánh mì với con.
mà cái nhà bánh mì. Mấy gạo ăn gì không? Ăn bánh mì không? Móc cái ruột cho nó khoái ăn ruột đó. Không ăn hả? Không ăn rồi. Mặn hả? Không có cay. Rồi mời cả nhà nha. Cái này không có cay cơ. Ủa, cái mũ ở trong đâu rồi? Quê lấy cái mũ vậy? Đó đó đó. Cái nãy múc ra quên đó. Dạ. Ủa này mình có cần ăn đũa không ba? Có ăn đũa. Nên ăn đũa không? Dạ chắc ăn mất rồi. Chị đang mất tương thảo. Dạ. Cái tương có ớt nè. Con ăn gì vậy? Con ăn mặn hả? Ngon quá. Con cơm chưa? Cái này là mình phơi hết một ngày rồi nè cả nhà. Cái này mới đầu vô mình cho lửa lớn nha, cho nó sôi chút xíu rồi cái mình bớt lửa ra để nhỏ nhỏ thôi. Mình sên nãy giờ nó cạn nước rồi cả nhà, giờ nó bắt đầu nó kẹo lại đó, cũng gần được rồi đó, nó hết nước vậy là mình phải để lửa nhỏ xuống. Nãy giờ khoảng 15 phút không giờ? Giờ bỏ miếng gì vô, hương bưởi. Cái này là cái nước hương bưởi cả nhà, bỏ khoảng chừng một muỗng cà phê à. Còn ai không bỏ hương bưởi thì mình bỏ vani cũng được. Hương bưởi này thì mình mua ngay chỗ mà người ta bán mấy cái gia vị làm bánh á. Nó kẹo nó dính lại luôn. Làm này xong rồi cái làm mứt dừa. Giờ nó khô khô hơn rồi nè. Của người ta làm á, ngoài chợ người ta bán không biết ta bỏ cái gì mà nó trắng bóc rồi. Cái cục bí nó trắng. Nó trắng còn hơn lúc mà chưa ngào nữa. Còn ở nhà mình làm nó ngà ngà. Xong rồi nè cả nhà ơi. Nó cũng trắng trắng nha. Nhưng mà không có nhiều của người ta bán nha. Người ta bán không biết sao nó trắng nhách. Đó. Rảnh rảnh mình làm mứt dừa cái nữa. Nếu như mà nó ẩm nó tươm tươm nước ra mình phải đem phơi nắng cái nữa cả nhà. Còn nó không ẩm nó khô thì thôi. Rồi hello cả nhà, mình xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Bữa nay con mớ dừa hơi cứng cứng mềm mềm cả nhà. Làm miếng mứt dừa ăn Tết chơi. Này dừa này nó mềm. Nó hơi cứng nạo à. Mình làm mứt dừa ăn nó ngon lắm. Ăn nó mềm. Hồi xưa mình làm dừa khô không á. Ở nhà mình làm dừa khô, dừa cứng, dừa gám á. Ăn nó cứng lắm. Tại vì dừa gám làm nó sẽ dễ. Còn cái dừa mềm này nè, làm nó khó. Tại mềm xèo à. Nhưng mà cái làm xong á, ăn nó ngon lắm. Nó mềm. Như là ăn cái này nó ít bị ho hơn là cái dừa kia. Dừa kia nó, đúng rồi, cái dừa kia ăn nó dễ ho lắm. Trắng phiếu. Dừa mình rửa xong rồi bây giờ đem vô sắc cả nhà. Bỏ vô đây miếng muối, ăn muỗng đi, với nửa trái chanh. Cắt xong rồi mình ngâm vô. Cho nó đừng có trắng. Bị đen đúng không? Yeah.
chứ lúc sên nó cũng ngon. Giờ mình cắt tới đâu cái mình ngâm tới đó luôn cho nó trắng. Rồi sắc xong rồi cả nhà, bây giờ mình đi xả một cái. Nhồng này năm nãy giờ được 30 phút rồi. Bây giờ mình đi xả, xả cho nó sạch, cho người nó trong nước rồi mình mới đi ngâm đường. Dặn dài cộng ở dưới đi. Đây là màu xanh với màu trắng. Ừ. Giờ sắc lá dứa để mình làm màu xanh cả nhà. Này mình chế nước ít thôi để cho nó đậm màu. Giờ mình chia làm hai mẻ đi hết à. Ừ. Xanh với trắng. Ủa sao cái đó vậy, làm sao dính dính chung vậy? Không cắt rồi. Tính làm cái bông á. Ừ, để coi nó ra cái bông. Sợ hồi mình xào nó bể ra không? Hình như á mình để đường nhiều á là mình xào một hồi nó mới trắng nó mới ngon, nhưng mà đường nhiều thì nó ngọt. Thường thường á là 1 ký dừa là phải nửa ký đường. Ờ. Cái này mỗi một thao chắc cũng gần 1 ký dừa vậy. Để mấy tiếng hồ cho thấm. Giờ tới cái thao màu xanh. Cho màu vô luôn giờ. Dạ cho màu vô luôn. Bây giờ dầm cục đường này ra cái. Để lấy cái muỗng đi cho. Nó chảy gọc xuống cái chén nè. Giờ mình để 2 muỗng trước đi. Ừ rồi trộn lên coi nó làm sao ấy. Lên. Thêm muỗng đi, muỗng đi. Còn phải trộn lên cái này. Muỗng nó đi chồng ơi. Rồi, được rồi chồng ơi. Rồi. Đã trải qua hết 2-3 tiếng đồng hồ cả nhà. Đường nó tan ra nè. Ý. Cái này nãy giờ đâu có chế nước đúng không? Dạ không, nước đường không hết chồng. Màu trắng nè. Là nước đường nó chảy ra nè. Còn bên đây thì có vài muỗng màu, vài muỗng màu xanh. Giờ mình bắt đầu bắt lên làm màu trắng trước vậy. Dạ, làm màu trắng trước. Cái này mình làm lửa riu riu thôi cả nhà, quá nó khét, riu riu từ từ cho nó thấm. Xăng xăng rồi nè cả nhà, nó xăng xăng lại rồi nè cả nhà. Chiếc này mình sắt cái cọng nó dày á, cái nó xăng lại cái nó hơi tròn tròn. Nó khô rồi nè cả nhà, khô rồi mình nhắc xuống, tại vì cái lửa than nó hơi cao quá. Cho nên là mình để ở ngoài mình xào xào chút xíu đi cho nó ráo ráo, còn sao nó chưa ráo thì mình có thể mình bỏ lên bếp tiếp. Cho miếng vani vô cả nhà cho nó thơm. Mình nghĩ vậy là cũng vừa luôn rồi đó. Chồng nhớ mức dừa hồi xưa nó trắng nhách rồi ta, nó trắng như sữa vậy. Mà sao bây giờ mình là làm phải để sữa nữa. Vậy hả? Giờ mình làm nó vậy nè, cái nó sẽ vàng vàng ngà ngà. Còn ta bán thì sao á, chồng thấy nó trắng nhách rồi. Từ từ, cái này nó chưa lên, mình phải sơn hồi nó cho nó khô. Ờ. Trời luôn nè. Đường nó lên rồi đó, trắng rồi. Hơi nhiều đường không vậy? Chồng thấy quá trời đường rồi. Có đường. Rồi, xong một mẻ màu trắng rồi cả nhà. Cái mứt dừa này á, giờ mình sắc nguyên miếng vậy nè. Xong rồi nó còn nóng á, nó mềm á. Giờ mình bẻ là thịt cái bông. Giờ tới màu xanh nha. Nè, lúc ấy mình cắt kìa nè. Nguyên miếng vậy nè, xong rồi cái mình bẻ lại. Chừng nào nó khô hết rồi đó, xong hết rồi mình nhắc xuống rồi mình bẻ nó lại. Màu xanh này không biết sao sên lên rồi thấy nó màu kỳ quá cả nhà. Giống như là nó chín màu quá, cái nó bị mất màu vậy. Trời tối luôn rồi. Mình để lửa nhỏ nhỏ rồi, tại nó sệt rồi, nó gần đặc rồi đó. Nó gần khô rồi. Mình để lửa than thôi. Nó ráo rồi đó. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Đây là tác phẩm nghệ thuật.
Rồi chào tạm biệt cả nhà, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và xem video của mình nha. Thế là mình đã hoàn thành được hai món mứt rồi đó cả nhà.